Xin chào tất cả bà con nhá. Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hội Bất Động Sản Miền Nam. Hôm nay Phương sẽ review cho bà con tham quan cái biệt thự mini này nhé bà con. Mới hoàn thiện. Diện tích sẽ là ngang 6m, sâu vô 19m. Thổ cư ở đây sẽ là 100%, nhà mới hoàn thiện nhá. Rất là hoành tráng luôn. Bây giờ mình sẽ review cho quý vị chị quý bà con cùng tham quan một chút nhá. Gói gọn một chút thì căn nhà này sẽ có một cái sân để xe hơi. Thiết kế theo khuôn mẫu hình chữ L. Với gần như thế là cái nhà hai mặt tiền nhá anh em. Đó, gần như hai mặt tiền luôn nhá. Phong cách rất là hiện đại theo phong cách biệt thự mini này. Bên trong này sẽ có thêm một phòng khách. 3-4 phòng ngủ. Nếu như làm phòng thờ thì được 4 phòng ngủ. Đấy, rồi có nhà bếp, có nhà vệ sinh riêng luôn. Người ta gọi là master bedroom, dành cho không gian bên dưới. Và bây giờ mình sẽ review tường tận cái không gian này cho quý vị chị quý bà con cùng tham quan nhá. Đây là sơ lược một chút về quang cảnh xung quanh căn nhà, cũng như thể là một chút lầu dưới. Đấy, bây giờ mình sẽ ra bên ngoài review một chút về cơ sở tầng trước. Căn nhà này có một cái vị trí tuyệt là đẹp luôn, rất là đẹp. Đường trước nhà thì to, thông thoáng. Nói chung là xe hơi ra vào thoải mái. 3-4 xe tránh nhau vô tư. Tại vì đường trước nhà ở đây sẽ là đường mặt tiền đường nhựa, đường 17m. Cơ sở tầng rất là hoàn chỉnh luôn. Có công thoát nước, cây xanh vỉa hè, đầy đủ hết luôn nhé bà con. Đây như mọi người thấy này, nguyên cái phần vỉa hè đằng trước đây nhá. Nguyên cái phần vỉa hè đằng trước không là 4m này. Đó, bên kia 4m nữa, với lòng đường 8m nữa nhá. Mọi người thấy này, rất là sạch sẽ, thoáng mát luôn. Đó, rất là sạch sẽ, thoáng mát. Và dân cư đây người ta ở này, ở kín mít hết nhé bà con. Dân cư ở kín mít hết này. Đó, xung quanh đây. Bây giờ mình sẽ review chi tiết cho bà con tham quan nhé. Đây là một cái mẫu phong cách biệt thự mini mái Thái. Trên cùng sẽ lợp ngói nhé, lợp phong cách mái Thái luôn bà con nhé. Một cổng lớn ở đây và một cổng phụ bên này. Các cổng phụ dành cho xe Honda đi ra vào. Còn cổng chính thì dành cho xe hơi này. Cổng này, cửa sắt này thì nó sẽ được cắt CNC. Các họa tiết trang trí rất là đẹp luôn bà con ạ. Đó. Bên trong không gian sân này là một cái không gian sân để xe hơi bà con nhé. Sân này để được xe 7 chỗ thoải mái. Đấy, để được xe 7 chỗ thoải mái. Còn đây là cái hành lang đi xuống bên dưới nhà này, dành cho chị em phụ nữ mà đi chợ búa về, không thích đi thẳng cửa chính vô trong nhà, thì đây là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời nha. Mình đi thẳng xuống hông này, đi thẳng xuống dưới là nhà bên dưới nhá. Ngoài sân này thì còn có một cái hòn non bộ này bà con. Một cái hòn non bộ, trang trí các tiểu cảnh rất là xinh xắn luôn. Cho quý vị chị quý bà con có thể thả cá koi ở đây này, để mọi người nhìn thấy mấy con cá nó đang bơi dưới kìa. Đó. Mọi người về chăm sóc cá này hết ý luôn nhá. Đấy, mọi người thấy nó dưới kìa. Đấy, nó trốn dưới kìa. Đấy, có cá nhá, cây sen này. Các bình phun nước rất là đẹp luôn. Đó, các tiểu cảnh xung quanh. Và đây là phần mặt tiền trước nhà nhá. Quý vị chị cho em xin nhận xét ở phần bình luận bên dưới nhá, về mẫu nhà này xem có như thế nào, nó như thế nào, có ổn không nhá. Giá bán trọn gói là 3 tỷ 600 triệu, có thương lượng nhẹ cho bà con nào thiện chí và hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% luôn. Bà con có thể trả góp dài hạn lên đến 30 năm thoải mái nhá. Và đặc biệt từ đây xuống tới thành phố Hồ Chí Minh, tức là tới cầu vượt Gò Dưa Thủ Đức, chợ đầu mối Thủ Đức, nó khoảng độ 40-45 cây thôi. Xuống tới trung tâm Sài Gòn đấy, có nghĩa là quận 1 thì chắc tầm 20 mấy cây nhỉ. Đó, sẽ có một không gian đẹp như thế này, 20 mấy cây số, đi khoảng nửa tiếng đồng hồ là bà con có thể lên tới cái căn nhà này rồi. Nói chung là quý vị chị quý bà con ở dưới thành phố Hồ Chí Minh có nguồn tiền nhàn rỗi thì có thể mua để đầu tư, cho thuê, hoặc là để ở, hoặc là để làm của, để dành cho con cái sau này, hoặc là làm cái một căn nhà, một cái biệt thự nghỉ dưỡng dành cho riêng mình. Những cái ngày nghỉ, ngày cuối tuần ấy thì mình về đây mình nghỉ ngơi. Như mọi người thấy rất là không khí rất là trong lành, yên tĩnh luôn. Nhà rất là đẹp, pháp lý rõ ràng. Đấy, chỉ 3 tỷ 6 mọi người sẽ sở hữu căn biệt thự mini đẹp như biệt thự nghỉ dưỡng vậy nhá. Đây là không gian này là dành cho không gian giải trí này. Mọi người có thể kê mấy cái kệ để tivi. Đó, đây là trần này, trần nhà nhá. Trần nhà thì xài đèn, những cái đèn tròn tròn pha lê kiểu này. Đó, đèn nét, đèn chùm rất là đẹp. Và đây là cái phần rèm cửa. Đây là phần rèm cửa nhá. Rèm cửa này tuy vì là cái phân khúc cao cấp cho nên mọi người sẽ được tặng thêm rèm cửa này. Đấy, cửa phía trước, phía hông nhà rất là sáng luôn.
Nói chung là cái không gian này mọi người có thể tận dụng để lấy ánh sáng tự nhiên triệt để cho ngôi nhà này nha. Nói chung là buổi gần như về buổi chiều tối ấy, mọi người không cần phải bật đèn, không gian này vẫn rất là sáng luôn. Và không gian này để lấy gió, lấy ánh sáng cho cái không gian phần hông nhà. Đây mọi người thấy không, rất là đẹp nha. Rồi đấy. Và đây là cái phần cầu thang đi lên lầu trên. Cầu thang đi lên lầu trên thì dưới mình để thông suốt, thì trước mắt mình để vậy, nhưng mà sau này về bà con mà có thích thì làm thêm cái tủ để ở dưới gầm đấy nữa nhá. Tủ trưng bày rượu. Đây là cái cầu thang đi lên trên. Tay vịn gỗ, trụ gỗ luôn. Đó, gỗ rất là đẹp luôn, mặt bậc đá kim sa như bình thường. Kính cường lực, trụ inox luôn này. Đấy, mọi người thấy ông nhà rất là đẹp luôn. Mọi người lên ring cho mình một cái nhà thứ hai, để nhiều khi có dịch bệnh xảy ra ấy, mọi người có thể không ở chỗ nọ thì mọi người ở chỗ kia nhá. Hoặc là mua nhà, mua đất để làm của để dành. Quên đi, 5-3 năm là nơi mua gấp đôi, gấp ba là bình thường, có gì đâu. Đó. Đây là không gian nhà bếp, nhà ăn này. Mọi người thấy không gian này rất là rộng nha. Kê được hai bộ bàn ăn thoải mái luôn đấy. Hai bộ luôn. Không gian này mọi người có thể để cái máy giặt ở gầm cầu thang hoặc là vừa máy giặt này vừa cái tủ lạnh luôn. Đây là bộ tủ bếp được tặng kèm theo cho bà con này, bộ tủ bếp này. Trần có đèn chùm cũng khá là đẹp, khá là bắt mắt. Đây là một cái mẫu trần cũng như là cái đèn chùm rất là tinh tế nha. Không gian này sẽ là một cái tủ để trưng bày rượu này bà con này, tủ trưng bày rượu nha, rất là đẹp, rất là phong cách luôn. Đó mọi người thấy không? Rồi trong nhà thì có được trồng thêm mấy cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ này, đem cái không gian thiên nhiên gần gũi với cái ngôi nhà của mình hơn. Đấy, không gian này chị em phụ nữ mà có đi chợ về ấy, không thích đi cửa chính thì đi cửa phụ này, đi thẳng nó này ra bên ngoài nha. Mọi người thấy không? Quá là đã luôn. Biệt thự nghỉ dưỡng Mili rất là tuyệt vời, giá rất là hữu nghị, chỉ 3 tỷ 600 triệu mọi người sẽ sở hữu căn nhà như thế này nha. Tọa lạc tại phường Thái Hòa, gần ngã tư Miếu Ông Cù ấy, đường DT743, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương nha bà con. Đi coi nhà cứ lên tới phường Bình Chuẩn, alo em Phương, em ra em đón. Hoặc tới ngã tư Miếu Ông Cù gọi em ra em đón nha. Bên trong này mọi người sẽ có một cái phòng master. Phòng master cỡ lớn này thì để bên dưới này, dành cho gia chủ, chủ nhân chính cho ngôi nhà. Vì là không gian rất là lớn, rất là rộng, cho nên mọi người sẽ có cái không gian phòng ngủ to đẹp như thế này. Bên trong còn được tích hợp luôn nhà tắm nhá, nhà tắm mini bên trong này. Đó, nhà vệ sinh riêng ấy, hay gọi nhà vệ sinh riêng ấy anh em. Đó, mọi người thấy không, rất là đẹp nhá. Ốp nan lên cao hết tầm luôn. Đó. Cái tông màu rất là nhã nhặn lịch sự. Gương ở đây sẽ là gương điện luôn. Vòi tắm sen đây sẽ là sen thuyền luôn này, mọi người thấy không? Quá là đẹp luôn, bồn cầu này. Rồi labo rửa mặt này, gạch nền chống trơn trượt trượt luôn. Cái diện tích tiêu chuẩn cho cái phòng vệ sinh, nhà vệ sinh này ấy là rộng 1m2 là vừa nhé bà con. Cửa đây sẽ xài cửa sinh pha luôn anh em nhá. Đó, mọi người thấy không, rất là đẹp luôn. Không gian phòng ngủ này rộng 12m2 cho cái phòng ngủ dưới này. Rồi đấy, đây là không gian bên trong nhìn ra này, bà con nhìn thấy bên trong nhìn ra này, quá sang trọng luôn nhá. Anh em nào mà đi coi nhà liên hệ với em Phương nhá, tới ngã tư Miếu Ông Cù gọi em ra em đón. Đây sẽ là không gian nhà vệ sinh, nhà vệ sinh chung ở lầu dưới. Đây mọi người thấy không, rất là xịn sò nhá. Gương điện có luôn kìa. Rồi labo rửa mặt, bồn cầu liền khối nha anh em. Đấy, rất là đẹp luôn, đầy đủ hết, gắn cả cái giá rửa, treo khăn rửa mặt. Đấy, mọi người thấy không, rất là sạch sẽ, đâu vào đó hết, rộng rãi, quá tuyệt vời luôn. Hôm nay anh em họ hàng đến nhà chơi thì tuyệt vời, đảm bảo họ sẽ khen đấy khen để luôn. Đó, tặng full rèm cửa. Hôm bữa clip trước em có quay cho bà con coi, chưa có rèm cửa nha, bữa nay là có rèm, thêm rèm cửa này. Tay vịn gỗ nha, gỗ này là gỗ gõ đỏ nha, vì là cái hàng cao cấp cho nên là xài đồ cũng phải là cao cấp theo luôn này. Gõ đỏ rất xịn sò. Rồi em sẽ đi lên lầu trên cho bà con tham quan lầu trên nhé. Đấy, bậc lên xuống rất là tuyệt vời, rồng lên nó không có cao lắm, bước rất là vừa vặn luôn, rất là vừa chân. Trong này mình còn một phòng ngủ này, cửa đây sẽ xài cửa gỗ này anh em nhé, cửa gỗ luôn này.
Phòng ngủ có dây chờ máy lạnh nhỉ? Trần điện nét đầy đủ hết, có cửa sổ luôn. Không gian này có thể gắn được cái quạt vào đây này, cái công tắc để sẵn đấy, cái dây chờ để sẵn, gắn quạt nhé. Không gian này là không gian phòng thờ cỡ lớn hoặc là dành cho gia chủ, những anh em nào mà thích cái không gian phòng ngủ lầu trên như thế này á. Thế đây một đợt sự lựa chọn rất là lý tưởng nhé. Này ngang độ hơn 5m, sâu vô 5m, 25m² cho cái không gian phòng ngủ này. Anh em nào không xài phòng ngủ thì làm phòng thờ vô tư thoải mái. Đó, rất là đẹp, rộng rãi, quá sáng luôn. Giá chỉ có 3,6 tỷ thôi. Bên dưới anh em mua mấy cái diện này thì tầm tiền này thì chắc chỉ mua nhà được mấy chục mét vuông. Nhà cấp 4 lụp sụp hoặc nhà ngang 4m. Nhưng mà ở đây mọi người sẽ sở hữu căn nhà này ngang từ 6m nhé. Mà đặc biệt cách chợ có khoảng đậu 300-400m thôi. 300m là mọi người ra tới chợ luôn rồi. Đó, 300m ra tới chợ luôn rồi. Đây là không gian chữ L, nhìn ra cái hậu nhà nhé bà con. Đấy, rồi. Phòng ngủ thứ 3 đã review. Và đây là phòng ngủ thứ 4. Phòng ngủ thứ 4 đấy bà con. Phòng ngủ thứ 4 thì cũng xịn sò như thế thôi. Quá rộng rãi. Đây mọi người thấy không? Rất là rộng nha. Theo kê giường kê tủ luôn anh em ạ. Đấy, ai đi coi nhà liên hệ với em Phương để coi nhà miễn phí nhá. Giá bán chỉ 3,6 tỷ, có thương lượng nhẹ cho bà con nào thiện chí nhá. Đây là cái phòng vệ sinh chung ở lầu trên. Vệ sinh chung ở lầu trên, đồ đạc vẫn xài rất là cao cấp. Trong này có bồn cầu này, bồn cầu này, lavabo rửa mặt này. Đó. Ôi cái này chưa có điện anh em ạ, đấu điện sau đi. Rất xinh xắn, rất là xinh xắn nha. Rồi. Ok, em review cho quý vị chị quý bà con như thế. Rồi ai mà đi coi nhà liên hệ với em nhá. Nhà cách chợ Vị Hảo có khoảng độ 300m thôi. Đồng bộ là từ chợ luôn, đường trước nhà, đường to lắm, đường thông thoáng luôn. Không phải đường cụt anh em nhá, đường thông thoáng luôn. Container ra vào thoải mái. Nói chung là đường xé mọi người đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây ấy, thì toàn đường nhựa không, không có một tí đường bê tông nào. Tất cả đều là đường nhựa hết. Đảm bảo không bẩn móng chân luôn, móng chân luôn. Nhà rất là đẹp luôn, xịn sò cực kỳ luôn. Thổ cư sẽ là 100% luôn đấy chứ. Rồi, ai đi coi nhà liên hệ với em Phương nhá. Xin chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín nhá. Liên hệ đi coi nhà miễn phí. Hãy bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật những mẫu nhà mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Nếu mà thấy đẹp thì đừng quên tặng cho em Phương một nàng nhé. Chia sẻ video giúp em. Đó. Và đặc biệt bà con nào mà bấm đăng ký kênh và chuông của em ấy, khi đi coi nhà ấy, đi mua nhà em sẽ giảm trực tiếp cho từ 5 đến 50 triệu nhé. Tùy từng căn nhé. Rồi xin cảm ơn. Còn riêng căn này thì em... bớt cho 50 triệu. Rồi ok.